Sao anh quá đáng vậy? Anh có biết là tôi ngồi đây tôi đợi anh từ hôm qua tới bây giờ tôi còn chưa được ngủ nữa, mà bây giờ anh về đây anh đưa tôi cái tờ giấy ly hôn này hả? Sao anh tàn nhẫn với tôi vậy? Tôi không muốn nói nhiều nữa, mau ký đi. Em không có ký. Tại sao em phải ký? Em không có muốn cái chuyện nhỏ nhặt này mà hai đứa mình ly dị. Cái gì thì anh cũng phải tìm hiểu rõ chứ. Chuyện nhỏ nhặt hả? Cô nói tất cả những gì xảy ra chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi đúng không? Đúng rồi. Nó chỉ là một cái chuyện nhỏ thôi. Tại vì tôi chỉ thấy một cái góc nhỏ trong cái sự việc mà cô với thằng Bảo đã làm với nhau. Tất cả mọi người đã nói quá nhiều rồi. Tôi bỏ qua, tôi nhắm mắt bỏ qua cho cô. Vậy mà sao? Cô tạt cho tôi gáo nước lạnh. Nghĩ đi. Anh Khoa. Anh Khoa. Anh bình tĩnh lại đi. Em thật sự á, thằng Bảo nó chỉ là trợ lý của em thôi. Em với nó không có gì hết trơn, anh đừng có nghĩ vậy mà. Em không ký được ly hôn này đâu. Em không có muốn ly hôn đâu mà. Đi.